Việt Nam Cộng Hòa. Ủy ban lãnh đạo lâm thời Việt Nam Cộng Hòa. Tuyên cáo của quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa hiện lưu vong tại hải ngoại về việc Trung Cộng khiêu khích đặt giàn khoan Hải Dương 981 và xâm chiếm quần đảo Hoàng Sa 1974, Trường Sa 1988 của Việt Nam Cộng Hòa. Kính gửi ông Tổng Thư ký Liên Hiệp, Ủy ban Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc, các nước thành viên đã từng tham gia ký kết Hiệp định Paris 1973, các vị chính trị gia quốc tế và truyền thông, xét rằng quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, thềm lục địa và lãnh thổ vĩ tuyến 17 trở xuống là thuộc chủ quyền của nước Việt Nam Cộng Hòa không thể chối cãi, căn cứ vào quyết định của Hội nghị San Francisco 1950, Hiệp định Geneva 1954 và Hiệp định Paris 1973. Xét rằng Cộng sản Việt Nam đã dùng vũ lực để cưỡng chiếm đất nước Việt Nam Cộng Hòa 1975 và Trung Cộng cũng dùng vũ lực để chiếm đoạt quần đảo Hoàng Sa 1974, quần đảo Trường Sa 1988 là một sự xâm lăng trắng trợn, hoàn toàn vi phạm Hiệp định Geneva 54, Hiệp định Paris 73 và định ước quốc tế về Việt Nam mà chính họ đã tham gia ký kết. Xét rằng dựa trên điều 73 và 76 của Liên Hiệp Quốc cho phép một nước đã bị xâm lược hay đô hộ vẫn được quyền công bố về thềm lục địa, lãnh hải và các vùng đặc quyền kinh tế của quốc gia mình. Xét rằng cố Thủ tướng Nguyễn Bá Cẩn đại diện cho chính phủ Việt Nam Cộng Hòa cuối cùng trước khi Việt Nam Cộng Hòa bị cưỡng chiếm vào 30 tháng 4 1975 đã đệ nạp hồ sơ thềm lục địa của Việt Nam Cộng Hòa lên Ủy ban định danh thềm lục địa của Liên Hiệp Quốc ngày 13 tháng 5 năm 2009. Xét rằng Hội nghị Diên Hồng Việt Nam Hải Ngoại 27 tháng 10, 2012 tại Westminster Civic Center, California, Hoa Kỳ, quy tụ 46 tổ chức hội đoàn quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa, đã bầu ra Ủy ban lãnh đạo lâm thời Việt Nam Cộng Hòa, nhằm vận động tái hợp Hội nghị quốc tế về Việt Nam dựa trên căn bản của bản định ước quốc Việt Nam 1973 mà 12 nước đã ký dưới sự chứng kiến của ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc. Xét rằng nghị quyết 455/313/2013 của Quốc hội Virginia, Hoa Kỳ đã vinh đấu can trường anh dũng và chính nghĩa của quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa, đồng thời xác nhận việc Cộng sản Bắc Việt cưỡng chiếm Việt Nam Cộng Hòa trong thời điểm 30 tháng 4 1975 là hoàn toàn vi phạm Hiệp định Paris 1973. Việt Nam Cộng Hòa nay long trọng tuyên cáo: thứ nhất, công hàm của Thủ tướng Phạm Văn Đồng của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa mà nay là Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, ký ngày 14 tháng 9 năm 1958, xác nhận với Trung Cộng về lãnh hải Việt Nam là hoàn toàn không có cơ sở và thẩm quyền gì đối với Việt Nam Cộng Hòa mà Hiệp định Geneva 20 tháng 7 1954 đã quy định. Thứ hai, việc Trung Cộng hiện đặt giàn khoan Hải Dương 981 trên thềm lục địa cũng như chiếm giữ Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam Cộng Hòa là một hành động khiêu khích, thách thức dư luận quốc tế, chà đạp các hiến chương của Liên Hiệp Quốc và xem thường luật pháp, công pháp quốc tế. Thứ ba, thỉnh cầu các nước yêu chuộng tự do hãy lên tiếng và can thiệp nhằm ngăn chặn một cuộc chiến tranh vì quyền lợi giữa Trung Cộng và Việt Cộng sau khi họ đã cưỡng chiếm toàn bộ đất nước của Việt Nam Cộng Hòa. Vì nếu cuộc chiến xảy ra, chắc chắn là sẽ có ảnh hưởng nghiêm trọng về tính mạng cũng như tài sản của quân dân Việt Nam Cộng Hòa hiện vẫn đang còn tại quốc nội. Thứ tư, yêu cầu Liên Hiệp Quốc và các nước liên hệ vì lương tâm của nhân loại, vì danh dự và trách nhiệm của mình đã đặt bút xuống ký kết vào Hiệp định Paris năm 1973 và Định ước Quốc tế về Việt Nam năm 1973. Hãy hỗ trợ cho Việt Nam Cộng Hòa trong việc vận động tái nhóm một hội nghị quốc tế khẩn cấp về Việt Nam dựa trên điều 7A, 7B của Định ước Quốc tế về Việt Nam trong Hiệp định Paris, nhằm trả lại danh dự và công bằng cho quân dân cán chính nước Việt Nam Cộng Hòa.
đại diện đồng ký tên.